tiếp tục thần tốc truy vết, khoanh vùng và kiểm soát các chuỗi lây nhiễm với tinh thần phát hiện đến đâu, phong tỏa và xét nghiệm đến đấy. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua ngày 13 tháng 7. Đồng chủ trì cuộc họp có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên trong Ban chỉ đạo. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị khẩn trương tham mưu việc hỗ trợ phòng chống dịch cho thành phố, yêu cầu các địa phương phát huy vai trò giám sát của mặt trận và các đoàn thể trong việc phát hiện người về từ vùng dịch, đồng thời đề nghị rà soát tổ chức lại các tổ COVID-19 cộng đồng để hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả hơn, có chế độ hỗ trợ cho các tổ này. Về việc ùn ứ tại các chốt kiểm dịch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các địa phương cùng Công an thành phố nghiên cứu tăng thêm chốt hoặc có phương án giảm tải phù hợp, có kế hoạch xét nghiệm đảm bảo phòng chống COVID-19 trước buổi diễn tập phòng thủ sắp tới. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định tình hình dịch trên địa bàn thành phố rất phức tạp, đặc biệt là các ca mới có yếu tố dịch tễ cộng đồng mà chưa xác định được nguồn lây. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh mà các địa phương cần kiểm soát khai báo của tất cả các trường hợp về từ vùng dịch. Trước nguy cơ này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị toàn hệ thống chính trị và người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, tiếp tục siết chặt công tác phòng chống dịch. Đồng thời, phải chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp trong thời điểm hiện nay. Các địa phương, sở ngành phải quyết định nhanh, không trông chờ, bị động. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh. Cái việc, cái nhóm, các cái đối tượng có khả năng lây nhiễm đó là các đồng nghiệp và các cái hộ gia đình. Thì cái việc mà chúng ta cần phải làm ngay đó là chúng ta phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm ngay những cái đối tượng có liên quan. Và kinh nghiệm vừa rồi mà công chí làm trong mấy ngày vừa qua là tôi cho rằng là rất là tốt và chúng ta mới có cơ sở để chúng ta đánh giá xem là mức độ nó lây nhiễm ra đến đâu và bao nhiêu chu kỳ rồi. Thì tôi đề nghị công chí cho triển khai ngay cái việc này. Tôi nhắc lại là phát hiện đến đâu phải phong tỏa nhanh và lấy mẫu xét nghiệm nhanh ở đó. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các ngành, quận, huyện tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, khẩn trương mở rộng truy vết, khoanh vùng và xử lý y tế với những chuỗi lây nhiễm mới, không bỏ sót bất cứ trường hợp nào. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là đối với người từ vùng dịch trở về, tránh việc chủ quan, lơ là. Đề nghị là Sở Truyền thông, Đài phát thanh truyền hình và các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền, đặc biệt là những cái vấn đề mà lưu tâm đến những vấn đề người từ vùng dịch về mà không tự giác khai báo thì chúng ta sẽ xử lý vấn đề đó. Cái này cũng qua tôi cũng nhắc đi nhắc lại là tập trung vào cái đối tượng này. Vì hiện nay là cái đối tượng này chúng ta là nguy cơ cao nhất mà chúng ta phải lo. Cấp chốt và cũng như cấp quận huyện là chúng ta phải chỉ đạo quyết liệt cái vấn đề này. Và mặt trận thì cũng đã có tuyên truyền rồi. Thì nghị nghị anh Liễu là về tiếp tục nhắc nhở các lãnh đạo các ủy ban mặt trận các quận huyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị ngoài việc tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa các khu cách ly, các đơn vị cần nghiên cứu mở thêm một số khu cách ly tập trung thời gian tới. Giao Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện chương trình xét nghiệm theo kế hoạch. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm với những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.